Lịch Nghề Tốt xin chào các bạn, hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật các video mới nhất nhé! Tử vi thứ 3 ngày 6 tháng 11 năm 2018 của 12 con giáp. Hôm nay tài lộc đang đến với tuổi Ngọ khi có chính tài che chở. Bạn khá thoải mái khi tiền bạc không phải là vấn đề cần quan tâm, song lại có dấu hiệu hao tài trong tương lai, bạn cũng phải lưu ý. Còn các con giáp khác sẽ đón ngày mới ra sao? Cùng theo dõi Lịch Nghề Tốt nhé! Tử vi tuổi Tý. Theo tử vi ngày 6 tháng 11 năm 2018, ngày xuất hiện kiếp tài điềm báo, bạn có khả năng bị làm phiền bởi những kẻ xấu. Thế nhưng bạn vẫn có thể kiểm soát được tình hình đấy, hãy tin tưởng vào khả năng của chính mình. Mục đích của những kẻ xấu chính là làm mất đi sự tập trung của bạn, khiến bạn trở nên bế tắc hơn trong cuộc sống. Lời khuyên dành cho bạn chính là hãy bình tĩnh để suy xét vấn đề, đừng để ngoại cảnh tác động. Theo nhị thập bát tú, hôm nay là ngày đẹp, thuận lợi trong việc khởi tạo, tốt nhất là xây cất nhà cửa, cưới gà, chôn cất, trổ cửa, tháo nước, các việc thủy lợi, đi thuyền. Tử vi tuổi Giáp Tý, thủy, sức mạnh chỉ đến khi bạn tin vào chính mình. Tử vi tuổi Bính Tý, kim, chuyện cũ qua rồi, hãy tạm quên. Tử vi tuổi Mậu Tý, hỏa, chấp nhận sự thật là cuộc đời nhiều giông bão. Tử vi tuổi Canh Tý, thổ, chớ nên lãng phí thời gian. Tử vi tuổi Nhâm Tý, mộc, cách người ta làm một việc là cách mà họ làm mọi việc. Con số may mắn 5, 9, giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường trắng, cam, quý nhân phù trợ, người tuổi Sửu, mùi. Tử vi tuổi Sửu sẽ là một ngày thật thú vị dành cho con giáp tuổi Sửu, chính quan mang lại cho bạn những trải nghiệm tốt đẹp, không cần lo lắng gì nhiều. Xét về mặt công việc, bạn hoàn toàn có đủ khả năng để hoàn tất các nhiệm vụ được giao. Môi trường làm việc thoải mái giúp bạn tự tin thể hiện chính mình. Lúc này, bạn nên bắt tay vào những dự án mang tính chất sinh lời, may mắn đang đến với bạn thông qua khoản tiền đã tích lũy bấy lâu nay. Chính vì thế, hãy nhanh chóng mang về cho mình một ít lợi nhuận trong khoảng thời gian này. Nhờ có tam hội mà môi trường xung quanh bạn trở nên dễ chịu hơn, dường như bạn trở thành yếu tố quyết định, vực dậy tinh thần cũng như sự hứng khởi của mọi người vậy. Tử vi tuổi Ất Sửu, kim, hãy trở thành chỗ dựa cho người thân khi cần. Tử vi tuổi Đinh Sửu, thủy, lắng nghe tiếng nói từ con tim. Tử vi tuổi Kỷ Sửu, hỏa, kỷ luật bản thân mới trưởng thành. Tử vi tuổi Tân Sửu, thổ, đừng lãng phí thời gian để lướt Facebook quá nhiều. Tử vi tuổi Quý Sửu, mộc, chớ ham vui quá đà. Con số may mắn 0, 1. Giờ tốt 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường tím trắng, quý nhân phù trợ, người tuổi Dậu, Tỵ. Tử vi tuổi Dần. Nếu con giáp tuổi Dần đang ấp ủ dự định riêng cho chính mình, hãy nhanh chóng thực hiện chúng ngay khi có thực thần đang hỗ trợ, không phải khi nào cũng có được cơ hội tốt như vậy. Có thể nói đây sẽ là thời điểm lý tưởng để bạn thực hiện hóa ước mơ muốn của mình. Bạn muốn được trở thành quý nhân phù trợ, gặp khó khăn ở đâu có người tháo gỡ ở đó. Để công việc thuận lợi hơn, tránh ảnh hưởng tới yếu tố thời tiết không thuận lợi, bạn nên xem trước dự báo thời tiết để các kế hoạch được chu đáo hơn. Tử vi tuổi Giáp Dần, thủy, hãy bắt đầu với kế hoạch tiết kiệm. Tử vi tuổi Bính Dần, hỏa, hãy nhận ra sức mạnh tập thể là vô biên. Tử vi tuổi Mậu Dần, thổ, hãy tận dụng tốt trợ lực đang có. Tử vi tuổi Canh Dần, mộc, tin tưởng vào quyết định của mình. Tử vi tuổi Nhâm Dần, kim, nhớ chuẩn bị cho kế hoạch dài hạn. Con số may mắn 3, 4, giờ tốt 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường đỏ, cam, quý nhân phù trợ, người tuổi Dậu, Sửu. Tử vi tuổi Mão. Thương quan điềm báo có chuyện không vui đang tìm đến với tuổi Mão, nhưng đừng vì thế mà bi lụy quá, không ai cảm thông với bạn đâu. Lúc mạnh mẽ, bạn cần phải tỏ ra mạnh mẽ, chút lơ là trong công việc có thể bị bạn mất điểm với cấp trên. Không những thế, sự sơ sảnh của bạn còn gây ra vài sai sót đáng kể, gây ảnh hưởng đến mọi người xung quanh. Theo nhị thập bát tú, hôm nay là ngày rất đẹp để tiến hành những việc quan trọng. Bạn nên chọn thời điểm này để làm việc khởi hành, kết hôn, hợp đồng. Tử vi tuổi Ất Mão, thủy, không quyết định lúc nóng giận. Tử vi tuổi Đinh Mão, hỏa, nên biết bỏ qua khi cần. Tử vi tuổi Kỷ Mão, thổ, đừng chờ đợi, hãy hành động. Tử vi tuổi Tân Mão, mộc, chớ đổ lỗi cho hoàn cảnh. Tử vi tuổi Quý Mão, kim, đừng để công nghệ chi phối mình. Con số may mắn 3, 7, giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường bạc, vàng,
quý nhân phù trợ, người tuổi Hợi, Thìn. Tử vi tuổi Thìn, sự nghiệp trong ngày hôm nay của con giáp tuổi Thìn thăng trầm bất ổn, khó có thể nói rằng bạn không thành công ở bất cứ lĩnh vực nào. Tuy nhiên, mọi thứ trở nên vất vả và bế tắc hơn rất nhiều do ảnh hưởng của thiên quan. Không phải là bạn không có đủ năng lực, nhưng thực tế bạn thiếu may mắn. Lời khuyên cho bạn chính là nên ưu tiên thực hiện các công việc quan trọng vào đầu tuần nhằm hạn chế sự trì trệ về sau. Hôm nay là ngày 6 tháng 11 năm 2018, dương lịch là ngày can nhâm. Theo đó, ngày can nhâm không trị bệnh ở thận, vì thế lưu ý không nên châm chích hay có tác động mạnh liên quan tới dao kéo ở vị trí này. Tử vi tuổi Giáp Thìn, hỏa, đừng ngại khó ngại khổ. Tử vi tuổi Bính Thìn, thổ, cuộc sống thú vị vì không đi theo kế hoạch. Tử vi tuổi Mậu Thìn, mộc, bạn không thể chấp nhận một số sự thật. Tử vi tuổi Canh Thìn, kim, nhớ rằng cuộc sống này vô thường. Tử vi tuổi Nhâm Thìn, thủy, đau một chút mới trân trọng hạnh phúc. Con số may mắn 3, 7, giờ tốt 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, đen, trắng, quý nhân phù trợ, người tuổi Dậu, Tỵ. Tử vi tuổi Tỵ, do ảnh hưởng của dần Tỵ tương hại nên bạn gặp chuyện buồn trong tình cảm, làm bạn không thể tập trung cho công việc cũng như cuộc sống cá nhân. Đó là lý do một số việc không thể giải quyết khi tâm trạng của bạn đang trùng xuống. Nếu công việc không mấy suôn sẻ thì đường tài lộc của tuổi Tỵ nhờ có thiên tài mà lại có phần tươi sáng hơn, thu nhập của bạn ngày một được cải thiện. Thiết nghĩ bạn nên tính đến bài toán chi tiêu cho mình. Tâm trạng không tốt ảnh hưởng lớn tới sức khỏe của bạn về lâu về dài. Đừng chủ quan mà nên dành thời gian để chăm sóc chính mình. Tinh thần không tốt thì bạn khó mà sáng suốt trong các quyết định liên quan tới công việc. Tử vi tuổi Ất Tỵ, hỏa, suy nghĩ luẩn quẩn làm gì. Tử vi tuổi Đinh Tỵ, thổ, bạn nên sống thực tế hơn. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ, mộc, tự do nhưng cũng cần khuôn khổ. Tử vi tuổi Tân Tỵ, kim, bạn nên học cách dùng tiền đúng cách. Tử vi tuổi Quý Tỵ, thủy, đọc sách sẽ cho bạn chỉ dẫn thú vị. Con số may mắn 2, 3, giờ tốt 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, vàng, nâu, quý nhân phù trợ, người tuổi Tuất, Dậu. Tử vi tuổi Ngọ, tài lộc đang đến với người tuổi Ngọ khi có chính tài che chở. Bạn khá thoải mái khi tiền bạc không phải là vấn đề cần quan tâm, song lại có dấu hiệu hao tài trong tương lai, bạn cũng phải lưu ý. Sự hao tài này có thể xuất phát từ sức khỏe của bạn. Nếu cảm thấy cơ thể bị suy nhược, bạn có thể cho phép mình có chút không gian thư giãn hay bồi bổ bằng một vài món ăn dinh dưỡng. Tuy nhiên, nhờ có tam hợp nên mất mát về tiền bạc lại được đền bù tỏa báng bằng chuyện tình cảm có phần ngọt ngào và lãng mạn. Hãy để liều thuốc tinh thần này giúp bạn bình phục trong thời gian ngắn. Tử vi tuổi Giáp Ngọ, kim, bạn nên dứt khoát. Tử vi tuổi Bính Ngọ, thủy, tiếc nuối lúc này có ích gì đâu. Tử vi tuổi Mậu Ngọ, hỏa, mỗi ngày là một khởi đầu mới. Tử vi tuổi Canh Ngọ, thổ, làm theo những gì trái tim mách bảo. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ, mộc, việc cần làm thì phải ép mình làm cho xong. Con số may mắn 8, 9, giờ tốt 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, vàng, nâu, quý nhân phù trợ, người tuổi Mão, Ngọ. Tử vi tuổi Mùi, nhân lúc chính quan mang tới cơ hội tốt, người tuổi Mùi nên dồn hết sự tập trung cho công việc. Cho dù còn một số hạn chế trong khả năng của mình, nhưng bạn vẫn tận dụng được điểm mạnh và khiến cho kết quả tốt hơn lên. Cơ hội thăng tiến sẽ xuất hiện nếu như bạn có đủ tự tin thể hiện bản lĩnh và sự thông minh của mình. Nếu như tài lộc và công việc có phần may mắn thì bạn cũng chớ vội mừng sớm, nên trích ra khoản nhỏ để phòng lúc bất trắc. Theo lịch vạn niên, Hải Thượng Lãn Ông chỉ ra rằng ngày 29 âm lịch, nhân thân ở phía trong xương cung, đầu gối, bàn chân và sau ống chân, tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ châm chích tại vị trí này. Tử vi tuổi Ất Mùi, kim, đề phòng trường hợp tệ nhất có thể xảy ra. Tử vi tuổi Đinh Mùi, thủy, đi xa thật nhiều để có thêm trải nghiệm. Tử vi tuổi Kỷ Mùi, hỏa, nên biết chấp nhận những khác biệt. Tử vi tuổi Tân Mùi, thổ, sự hoài niệm chỉ khiến bạn khổ tâm. Tử vi tuổi Quý Mùi, mộc, rèn luyện sự tự tin từ bây giờ. Con số may mắn 4, 6, giờ tốt 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, đen, vàng, quý nhân phù trợ, người tuổi Tuất, Hợi. Tử vi tuổi Thân,
khả năng cũng như năng lực của tuổi Thân có cơ hội được phát huy ngay khi có thiên ấn tương trợ. Hãy tranh thủ khoảng thời gian này để thực hiện các kế hoạch vốn được đề ra từ trước. Bên cạnh đó, bạn cũng có cơ hội gặp được quý nhân giúp sức nên công việc hầu như không gặp chút gì khó khăn. Khoan hãy xét việc họ có vô tư giúp bạn hay không, riêng việc họ dành thời gian công sức cho bạn cũng đáng quý rồi, không ai có nhiệm vụ phải giúp bạn đâu. Ảnh hưởng của lục xung cho thấy sự vất vả trên con đường sự nghiệp vô tình làm mối quan hệ giữa hai bạn trở nên căng thẳng. Không thể dành thời gian cho nhau nên bạn và người ấy dường như không thể hiểu nổi đối phương một cách trọn vẹn. Tử vi tuổi Giáp Thân, Thủy, chớ muộn phiền lâu, hãy đứng lên. Tử vi tuổi Bính Thân, Hỏa, đã đến lúc thể hiện tình cảm thật của mình. Tử vi tuổi Mậu Thân, Thổ, hãy biến nỗi buồn thành sức mạnh. Tử vi tuổi Canh Thân, Mộc, nhớ kín đáo trong cách thể hiện. Tử vi tuổi Nhâm Thân, Kim, kiểm soát cảm xúc và hành động. Con số may mắn 0, 7. Giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường đỏ, cam. Quý nhân phù trợ người tuổi Mùi, Ngọ. Tử vi tuổi Dậu xuất hiện chính ấn trong lúc này cho thấy thời điểm tốt để phát huy sự nghiệp. Nhưng tuổi Dậu không chỉ chăm chỉ mà nên học cách nhận diện ra đâu là việc nên tập trung hoàn toàn năng lượng của mình để loại bỏ bớt những tác nhân gây sao nhãng. Bạn có nhận thấy rất nhiều người chăm chỉ nhưng không thể giàu, vì lẽ đó mà bạn vẫn chỉ là một thành viên siêng năng cũng chưa đủ để tạo ấn tượng tốt đẹp trong mắt mọi người. Bạn phải thể hiện được năng lực đúng lúc, đúng thời điểm. Trong ngày này, vị trí của thai thần ở hướng phía nam trong nhà kho, phòng bếp và phòng của thai phụ. Do đó không nên lui tới tiếp xúc nhiều, dịch chuyển vị trí đồ đạc, tiến hành công việc sửa chữa đủ đẽo nơi này, bởi việc làm đó có thể động thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi. Tử vi tuổi Ất Dậu, Thủy, chớ nên oán trách bất cứ ai. Tử vi tuổi Đinh Dậu, Hỏa, trước khi nhờ ai đó, hãy tự mình cố gắng. Tử vi tuổi Kỷ Dậu, Thổ, vui thú gì với con đường quá thuận lợi. Tử vi tuổi Tân Dậu, Mộc, chớ chọn đường tắt. Tử vi tuổi Quý Dậu, Kim, nỗ lực từng bước dần dần. Con số may mắn 4, 5. Giờ tốt 9 giờ đến 11 giờ. Màu sắc cát tường trắng, nâu. Quý nhân phù trợ người tuổi Thân, Ngọ. Tử vi tuổi Tuất là người ngay thẳng nên con giáp tuổi Tuất ít khi giấu trong lòng điều gì. Hễ gặp chuyện bất bình thì ắt sẽ lên tiếng. Sự ngay thẳng này của bạn đang làm khó chịu vài người và vì thế bạn trở thành mục tiêu bị công kích và bị thiên quan ngăn trở. Bạn cũng có thể đúng, cũng có thể sai, nhưng quan trọng là đừng để mâu thuẫn đi quá xa, nên biết loại bỏ qua cho nhau để tập trung vào mục tiêu chung. Nhất là đối với những công việc yêu cầu tính tập thể cao, bạn nên nghe theo quyết định cuối cùng của cả nhóm. Nhờ có tam hợp dẫn đường chỉ lối nên có thể nói rằng người độc thân sẽ không phải cảm thấy cô đơn dịp cuối năm nay và đối tượng đã có chủ cũng sẽ trải qua những tháng ngày ngập tràn tiếng cười và niềm vui đôi lứa. Tử vi tuổi Giáp Tuất, Hỏa, bạn không thể làm hài lòng tất cả mọi người. Tử vi tuổi Bính Tuất, Thổ, hãy đặt niềm tin vào tương lai. Tử vi tuổi Mậu Tuất, Mộc, đổ vỡ cũng không sao, hãy mạnh mẽ lên. Tử vi tuổi Canh Tuất, Kim, dành thời gian mà làm nhiều thứ cho riêng mình. Tử vi tuổi Nhâm Tuất, Thủy, chỉ lập gia đình khi nào đã sẵn sàng. Con số may mắn 1, 7. Giờ tốt 9 giờ đến 11 giờ. Màu sắc cát tường đen, xanh lá. Quý nhân phù trợ người tuổi Tuất, Hợi. Tử vi tuổi Hợi, công việc không gặp khó khăn gì đáng kể, nhưng bạn cũng nên hạn chế buôn dưa lê, kẻo chuyện thị phi lại bất ngờ ập tới. Nhất là trong ngày hôm nay có tỷ kiên đang đeo bám tuổi Hợi. Câu nói vô tình của bạn có thể là vũ khí chống lại bạn. Người ta sẽ đối xử với bạn đúng với cách mà họ đối xử với bạn. Vì thế, dù là ai thì cũng không nên thể hiện thái độ thiếu tôn trọng đối phương. Nếu không thể thay đổi ngay, bạn nên có ý thức trong việc nhắc nhở chính mình thay đổi từ từ. Ảnh hưởng của dần Hợi tương phá nên tình cảm dễ gặp vấn đề khó xử. Nếu bạn không thể giữ cái đầu lạnh thì vẫn có thể vô tình làm tiêu tan hết những cố gắng của bản thân trong suốt thời gian dài. Tử vi tuổi Ất Hợi, Hỏa, hãy thôi muộn sầu. Tử vi tuổi Đinh Hợi, Thổ, tin đồn nên là điểm để bạn lưu ý. Tử vi tuổi Kỷ Hợi, Mộc, tự mình học, tự mình cố gắng. Tử vi tuổi Tân Hợi, Kim, chớ nên hối thúc, hãy kiên trì. Tử vi tuổi Quý Hợi, Thủy, nên biết chờ đợi khi cần. Con số may mắn 1, 2.
giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường cam, xám. Quý nhân phù trợ người tuổi Tuất, Hợi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình tử vi của lịch ngày tốt. Chúc các bạn có một ngày mới vui vẻ và gặp nhiều may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.